Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình tư vấn Sống khỏe sẻ chia. Chương trình được thực hiện bởi Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình sẽ là nơi cung cấp cho quý vị thật nhiều những thông tin, những kiến thức y khoa hữu ích cũng như là cầu nối giữa bác sĩ cùng với quý vị để giải đáp cho quý vị những vấn đề liên quan về sức khỏe đến từ các chuyên gia đầu ngành, các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta đang phát trực tiếp, cho nên nếu quý vị có bất kỳ những câu hỏi, những thắc mắc nào thì quý vị có thể gửi đến cho chúng tôi bằng cách comment bên dưới video này và Ngọc Nhi sẽ gửi câu hỏi đó đến để bác sĩ có thể giải đáp trực tiếp cho quý vị. Và quý vị cũng có thể tham gia trả lời câu hỏi khảo sát về chương trình bằng cách là chúng ta quét mã QR code trên màn hình hoặc là quý vị có thể truy cập vào link đính kèm trên Facebook. Và đừng quên hãy chia sẻ video này đến thật nhiều người thân bạn bè của mình để cùng vào đây đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức, những thông tin về sức khỏe đến với những người thân yêu quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề đang được khá nhiều người quan tâm, đó là chứng rối loạn đi tiểu do bàng quang tăng hoạt. Có vẻ như đây là một bệnh khá là nhạy cảm, cho nên là nhiều người cũng ngại chia sẻ và họ thường để bệnh của mình tiến triển lâu dài rồi mới đi điều trị. Và nhằm nâng cao kiến thức về cộng đồng về chứng rối loạn đi tiểu do bàng quang tăng hoạt, Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vimedimax Bình Dương, nhãn hàng Estolas thực hiện chương trình Sống khỏe sẻ chia cùng với chủ đề ngày hôm nay là đừng để rối loạn đi tiểu do bàng quang tăng hoạt trở thành nỗi lo, được phát sóng trên fanpage và YouTube của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Không để quý vị chờ đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình. Ngọc Nhi ngày hôm nay rất vui khi đồng hành cùng với chương trình, đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Ân, trưởng khoa Niệu học chức năng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác ạ. Xin thân chào MC Ngọc Nhi. Kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình Sống khỏe sẻ chia. Dạ. Thưa quý vị, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì ngay bây giờ Ngọc Nhi xin mời tất cả quý vị cùng với bác sĩ sẽ theo dõi một phóng sự do chương trình ghi nhận. Hội chứng bàng quang tăng hoạt không phải là bệnh lý nguy hiểm khẩn cấp, nhưng chúng gây khó chịu cho người bệnh và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay có hàng triệu người trên thế giới đang mắc bệnh lý này, nhưng hơn 50% người bệnh lựa chọn âm thầm chịu đựng thay vì chủ động điều trị. Thì nó hay đi tiểu nhiều là nó bất tiện, uống vô là nó đi, uống vô nhiều khi mình đang làm công chuyện cái mắc tiểu lại phải chạy đi, nó đi liền liền này đó, nó mất thời gian. Hội chứng bàng quang tăng hoạt thường được chẩn đoán khi có triệu chứng tiểu gấp đi kèm ít nhất một trong các triệu chứng tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu không kiểm soát và loại trừ nhiễm trùng tiểu hay các bệnh có thể phát hiện được khác. Rối loạn đi tiểu kéo dài vì bàng quang tăng hoạt có thể làm người bệnh gặp phải các vấn đề về tâm lý như trầm cảm, tự kỷ và còn ảnh hưởng đáng kể đến đời sống tình dục. Tiểu đêm do bàng quang tăng hoạt làm gián đoạn giấc ngủ, dần dần người bệnh có thể bị rối loạn giấc ngủ. Đi tiểu nhiều lần thì cũng cảm thấy mệt, là một với đêm mà không được ngủ ngon, với phải lo lắng là sợ bị bệnh thận, đâm ra phải đi khám.
bàng quang tăng hoạt có thể điều trị bằng phương pháp thay đổi hành vi và kết hợp thuốc nếu cần thiết. Thì thời gian đầu xuống đi khám là thấy về uống thuốc là thấy nó có kết quả thay luôn á, là nó bớt đi hẳn đi, đêm cũng chỉ đi có một lần thôi. Thì nó cứ mỗi lần mắc tiểu là cái bằng con cảm thấy nó dồi dào là muốn đi tiểu liền, nhưng mà cũng vẫn nín được. Thưa quý vị, sau đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy là chứng rối loạn đi tiểu do bàng quang tăng hoạt khá là phổ biến hiện nay, nhưng mà nhiều người vẫn đang gặp phải tình trạng là e ngại và họ thường để bệnh của mình là diễn tiến lâu cũng như kéo dài một thời gian rồi mới đi điều trị. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận sâu hơn về vấn đề này và chúng ta sẽ chia ra thành từng phần để quý vị có thể hiểu rõ hơn nhé. Và phần đầu tiên thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề là hiểu về chứng rối loạn đi tiểu do bàng quang tăng hoạt. Và câu hỏi đầu tiên thì Ngọc Nhi nhờ bác sĩ có thể giải đáp rõ hơn cho quý vị khán giả về chứng rối loạn đi tiểu do bàng quang tăng hoạt là gì, cũng như đâu là những triệu chứng điển hình và tỷ lệ mắc bệnh lý này trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng hiện nay như thế nào ạ? Thưa quý vị, thì gần đây đó chúng tôi xem TV thấy ngày nào cũng thấy quảng cáo trên TV là bàng quang tăng hoạt, rồi thuốc điều trị bàng quang tăng hoạt, ngày nào cũng thấy hết. Rồi có cái chữ họ nói là OAB đó, thì thực ra cái chữ OAB đó là viết tắt tiếng Anh của chữ OAB, tức là overactive bladder, là chúng ta dịch ra là bàng quang tăng hoạt. Thì hội chứng bàng quang tăng hoạt chúng tôi gọi là hội chứng vì nó có nhiều triệu chứng. Thì theo định nghĩa của cái hiệp hội tiêu tiểu không tự chủ quốc tế, tức là ICS, International Continence Society, thì hội chứng bàng quang tăng hoạt gồm có 4 cái triệu chứng chính. Thứ nhất là tiểu gấp. Tiểu gấp thực định nghĩa là như vậy: bệnh nhân họ than phiền rồi là đột nhiên sao mắc tiểu và phải đi tiểu liền, rất là muốn tiểu khó mà nhịn được. Triệu chứng thứ hai là tiểu nhiều lần. Tiểu nhiều lần được định nghĩa là như vậy, là trong cái lúc thức giấc, nghĩa là ví dụ như từ sáng thức dậy cho đến trước khi đi ngủ thì phải đi tiểu nhiều hơn bình thường trong ngày. Nhiều hơn bình thường là sao? Là từ 8 lần trở lên. Có những người đái 10 lần, có những người đái 20-30 lần một ngày. Đó là tiểu nhiều lần. Rồi triệu chứng thứ ba là tiểu đêm. Tiểu đêm là như vậy, là người ta than phiền là sao mà trong lúc ngủ đó phải thức dậy ít nhất một lần để đi tiểu. Phải thức dậy và khi mà đi tiểu rồi đó thì khó mà ngủ lại. Có khi là 2 lần, 3 lần, nhưng mà một lần trở lên mà làm khó ngủ thì gọi là tiểu đêm. Và triệu chứng thứ tư đó là xón tiểu gấp. Điều định nghĩa là như vậy: mình mắc tiểu và mình tìm toilet để đi tiểu, nhưng mà nhiều khi đi vô không kịp đã xón tiểu ra quần rồi. Nên gọi là xón tiểu gấp. Thì chúng tôi nhắc lại đó là 4 cái triệu chứng chính của bàng quang tăng hoạt là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm và xón tiểu gấp. Cái câu hỏi thứ hai của Ngọc Nhi đó là cái suất độ là bao nhiêu? Thì trong những cái event mà nổi tiếng trên thế giới đó, thì có những cái tài liệu ở châu Âu và Bắc Mỹ đó, họ cho cái tỷ lệ đó khoảng lối từ 16-17% dân số bị. Còn ở Việt Nam chúng ta đó thì năm 2014 có một cái nghiên cứu trên 2.000 người bình thường đó thăm dò xem là có bị bàng quang tăng hoạt không, thì đưa ra con số là 12,2%. Có nghĩa là quý vị hình dung, nếu mà dân số Việt Nam bây giờ là 100 triệu người thì có đến khoảng 12 triệu người là mắc bệnh bàng quang tăng hoạt. Như vậy cái số này là không phải là ít. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì Ngọc Nhi muốn hỏi là hiện nay thì chúng ta thấy là nhận thức của người dân về cái bệnh là rối loạn đi tiểu do bàng quang tăng hoạt hiện vẫn chưa đúng và cũng chưa có nhận thức nhiều lắm, cho nên là cái việc nhận biết bệnh không được sớm và họ phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài. Về tình trạng của nguyên nhân này là từ đâu ạ? Thực ra thì chúng tôi thấy hiện giờ dân trí của người Việt cũng đã lên nhiều theo cái tiến bộ của kinh tế, rồi TV, truyền thông, rồi Internet, nên người ta biết nhiều về bàng quang tăng hoạt chứ không phải không. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều người họ không biết bàng quang tăng hoạt là gì. Hoặc là họ biết là hình như mình bị bàng quang tăng hoạt nhưng mà mình không có đi khám bệnh. Thì chúng tôi khám nhiều bệnh nhân này lắm, chúng tôi thấy một số lý do chính như vậy. Một là họ mắc cỡ. Ví dụ như giờ một cô gái trẻ mà đến khám bệnh với bác sĩ mà tôi đi tiểu không kịp, tôi xón tiểu ra quần thì kỳ quá. Rồi cái thứ hai là một ông trung niên oai vệ làm giám đốc công ty chẳng hạn, mà đến nói tôi mắc tiểu gấp hoài thì cũng không đẹp cho người ta. Một số ông bà già ở nhà thì nghĩ là thôi già rồi thì thức dậy tiểu đêm thì đúng, thường thường lớn tuổi ưa có tiểu đêm. Thì người ta nghĩ rằng là đây là bệnh, cái triệu chứng của tuổi tác, nên cũng chả cần đi khám.
nhiều người thì đúng là kinh tế họ không có nhiều, cho nên là họ ngại đi khám bác sĩ là vì sợ tốn tiền. Đi bác sĩ thì khám thì trả tiền, rồi mua thuốc cũng tốn tiền. Yeah. Thì đó là những lý do mà khiến người ta e ngại, người ta không đi khám bệnh. Dạ, vâng ạ. Và không biết là những cái triệu chứng của bàng quang tăng hoạt xuất hiện ở những giới tính và những độ tuổi thì nó có khác nhau hay không ạ? Và cụ thể thì nó sẽ thay đổi như thế nào theo những cái yếu tố trên? Vâng, thì câu hỏi của Ngọc Nhi thì nó đang hàm hai ý, tức là giới tính. Ở đây nói là nam nữ có cái tỷ lệ bệnh nó khác nhau không? Dạ. Rồi các độ tuổi, tức là tuổi trẻ với tuổi già có khác nhau không? Dạ. Thì cái này người ta nghiên cứu nhiều. Chúng tôi theo dõi y văn thì thấy là nhiều tác giả thường dẫn hai cái báo cáo rất nổi tiếng, một cái nghiên cứu ở châu Âu, ở năm nước châu Âu, và một nghiên cứu ở Bắc Mỹ. Thì năm 2001 tác giả Milsom thống kê trên cái khảo sát trên 16.000 người ở năm nước châu Âu thì thấy rằng là cái tỷ lệ bị bàng quang tăng hoạt là 16,6%. Rồi hai năm sau tác giả Stewart ở Mỹ thì nghiên cứu ở Hoa Kỳ thì báo cáo là 16,5% dân số Mỹ bị bàng quang tăng hoạt. Như vậy là châu Âu với Bắc Mỹ là gần bằng nhau đó, là khoảng 15,5 đến 15,6%. Thế ở Việt Nam đó, thì lúc đấy chúng tôi có nói thì năm 2014 thì Hội Tiết Niệu Thần Học Việt Nam khảo sát trên khoảng 2.000 người người trưởng thành đó, thì ghi nhận đó là tỷ lệ là 12,2%. Thì cái con số khác biệt giữa Việt Nam với lại thế giới là một cái là 12,2, một cái là 16 phẩy mấy. Thì thực ra cũng có một cái nghiên cứu khác ở các nước Đông Bắc Á, như ở Trung Quốc, ở Đài Loan với lại ở Hàn Quốc. Vâng, thì ba cái nước đó có cái xuất độ cũng đâu đó khoảng từ 15-20%. Thì như vậy là xuất độ chung đó có thay đổi theo quốc gia. Thế bây giờ về giới tính và về tuổi đó, thì ông Milsom ông đưa ra cái xuất độ như từ 40-80, và mỗi cái 10 năm đó là có một cái tỷ lệ. Thì ông ghi nhận chung thế này, cái tuổi càng cao, như là 40-50 đến 50-60, rồi 60-70, 70-80, thì cái mỗi thập niên như vậy thì ông nhận định là cái tuổi càng cao thì cái tỷ lệ mắc bệnh bàng quang tăng hoạt càng nhiều. Rồi cái ghi nhận thứ hai của ông đó là nhìn chung đó, thì xuất độ nam với nữ thì nó gần bằng nhau. Nhưng mà cái tuổi mà hơi trẻ một chút, cứ nghĩa là khoảng 40-50-60 gì đó, thì nữ thì nhiều hơn nam một chút. Nhưng mà cái tuổi 70-80 đó thì nam nhiều hơn nữ một chút. Thì có lẽ là bởi vì cái người đàn ông lớn tuổi đó thường thường mắc cái bệnh phì đại tuyến tiền liệt, và phì đại tuyến tiền liệt nó cũng gây ra những cái triệu chứng mà có nhiều triệu chứng nhưng mà nó có bàng quang tăng hoạt trọng. Cho nên là ở cái tuổi mà lớn hơn một chút đó, thì nam nhiều hơn nữ. Vậy thì không biết là nguyên nhân gây ra cái chứng là rối loạn đi tiểu nó xuất phát từ đâu thưa bác? MC vừa hỏi là rối loạn đi tiểu, thì xin nói lại là trong cái bài này chúng ta đang nói về bàng quang tăng hoạt. Bàng quang tăng hoạt tức là một trong số các bệnh lý của rối loạn tiểu. Còn rối loạn tiểu là nhiều lắm, rối loạn tiểu là rất nhiều bệnh, trong đó thì bàng quang tăng hoạt là một thôi. Thì chúng ta quay lại về bàng quang tăng hoạt, thì cho đến giờ đó, người ta chưa biết rõ nguyên nhân của bàng quang tăng hoạt. Người ta chưa biết rõ. Thì cái sinh lý bệnh học mà các nhà nghiên cứu khảo sát á, cho thấy là ở những người bàng quang tăng hoạt này đó, thì dường như cái niêm mạc bàng quang nó nhạy cảm hơn bình thường. Ví dụ như cái niêm mạc bàng quang nó sẽ nhạy cảm về cái dung tích bàng quang. Ví dụ như mình chứa đựng dung tích mà nó lớn chút thì mình mắc tiểu. Hay là cái áp lực bàng quang mà chứa những nước tiểu nó tăng lên á, thì mắc tiểu. Nhưng mà người bình thường á, thì phải nhiều thì mới mắc tiểu. Còn bình thường thì đâu có mắc tiểu. Nhưng người bàng quang tăng hoạt thì nước tiểu chưa có nhiều nhưng mà đã mắc, thì đã mắc tiểu rồi. Nhưng mà tại sao như vậy? Chưa rõ. Vâng ạ. Vậy thì bệnh lý này đã và đang ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh ra sao ạ? Chẳng hạn như là về sức khỏe, về tinh thần hay là chuyện chăn gối chẳng hạn. Có, ảnh hưởng nhiều lắm. Được gọi là chất lượng sống. Cái bàng quang tăng hoạt này, cái rối loạn tiểu này không có chết. Không phải là ung thư, không phải là bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim. Nhưng mà nó làm phiền người ta. Ví dụ như một cái cô thư ký ngồi trong văn phòng mà đồng nghiệp xung quanh cứ thấy chốc chừng nửa tiếng một tiếng phải đứng dậy đi toilet, vậy thì khó làm việc quá. Đúng không? Hay là hai vợ chồng mà người vợ hoặc là người chồng cứ đêm nào cũng thức dậy lạch sạch để đi tiểu 4-5 lần thì người kia không ngủ được. Đúng chưa? Rồi bây giờ cái người mà bị xón tiểu gấp là họ ướt quần. Họ đi không kịp, họ ướt quần, xấu hổ chứ. Xấu hổ. Và những người đó họ, những người bị bệnh bàng quang tăng hoạt mà nặng chút á, là họ nói với tôi là họ hầu như rất ít khi hoặc là nhiều năm nay
không dám đi du lịch. Tại vì đi du lịch á, đi xe đò chẳng hạn, đi 400 tiếng là không được, đâu có nói bắt tài ngừng được. Hoặc là ngồi trên máy bay đó thì sẽ có những lúc mà máy bay cất cánh hoặc hạ cánh nó đâu có cho đi tiểu. Mà người ta mắc tiểu quá rồi làm sao? Người ta phải mặc tã chẳng hạn. Cho nên là về chất lượng sống là rất kém. Rồi bây giờ nói về mặt chi phí tiền bạc là có là vì phải đi khám bệnh bác sĩ và phải dùng thuốc, đúng không? Như vậy ảnh hưởng đến kinh tế rồi. Rồi mặc tã chẳng hạn, tiền tã mắc đúng không? Đúng rồi. Tôi bây giờ nói về về ảnh hưởng sức khỏe này. Bây giờ đêm nào cũng thức 4-5 lần. Nếu mà ta quý vị đang trẻ ở đây, mình thức đêm một đêm đó mình thức đêm 3-4 lần thì ngày hôm sau mình rất mệt. Nhưng mà cái người này họ trải qua năm này qua tháng khác thì họ sẽ đuối. Rồi chưa kể những người mà lớn tuổi đó thì đi tiểu đêm, đêm mà đi đái 3-4-5 lần á, thể nào có lúc trượt ngã. Nguy hiểm vậy. Và những người già trượt ngã đó thì gãy cổ xương đùi. Cái này là trong sách vở người ta nói luôn, bằng quan tăng hoạt tiểu đêm thì một trong những cái ảnh hưởng chất lượng sống, ảnh hưởng sức khỏe đó là té ngã. Mà gãy cổ xương đùi thì nó dẫn đến hệ lụy rất nặng nề cho tuổi già về sau. Đó là những cái ví dụ chúng tôi kể về cái hệ lụy của bằng quan tăng hoạt. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã hiểu khái quát về căn bệnh là rối loạn đi tiểu và bàng quang tăng hoạt rồi. Đó là phần 1 của chương trình. Còn bây giờ Ngọc Nhi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần 2, đó là tầm quan trọng của chẩn đoán, điều trị sớm và điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt. Thưa quý vị, ở phần 2 này thì chắc là câu hỏi đầu tiên Ngọc Nhi xin nhờ bác sĩ Ân có thể là chia sẻ là dù trực tiếp hay gián tiếp thì chúng ta cũng biết là chứng rối loạn đi tiểu và bàng quang tăng hoạt là tác động không nhỏ và gây nhiều phiền toái như nãy giờ bác sĩ có nói và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục và cải thiện được căn bệnh này ạ? Vâng, thì thực ra như vậy, cái bàng quang tăng hoạt nó có những triệu chứng rối loạn tiểu, nhưng mà nhiều cái bệnh khác trong đường tiểu nó cũng gây ra rối loạn tiểu. Tôi nói ví dụ như ở đàn ông ưa bị phì đại tuyến tiền liệt thì cũng gây ra rối loạn tiểu vậy. Hay là người phụ nữ ưa bị viêm bàng quang thì cũng gây ra rối loạn tiểu. Cho nên là người bệnh nhân thấy mình bị rối loạn tiểu rồi nghi bị bàng quang tăng hoạt hay là không phải thì nên đi khám bác sĩ sớm. Đi khám để chi, để người ta phân biệt đây là bàng quang tăng hoạt hay là những bệnh khác của đường tiết niệu mà nó gây ra triệu chứng rối loạn tiểu như vậy. Thì cái lời khuyên đầu tiên là nên đi khám sớm để chẩn bệnh cho đúng, để mà người ta ra cái người bác sĩ đó họ ra các cái cách điều trị. Ngoài ra thì cái việc lối sống này, chế độ ăn uống chúng ta cần phải lưu ý những gì ạ? Cái đó MC nói đúng đấy. Có cái nhiều cái phương pháp để điều trị, có nhiều cái bước điều trị bằng quan tăng hoạt, nhưng mà cái bước đầu tiên là người ta nói về thay đổi lối sống và cái thay đổi cái cách ăn uống. Lối sống như vậy, ví dụ như thức khuya rồi uống cà phê nhiều hay là uống bia uống rượu nhiều, thì những cái đó là đương nhiên là đi tiểu nhiều rồi. Chúng ta thấy là trong xã hội cũng có nhiều người chúng tôi nói là rất là tế nhị ha. Nhưng nhiều khi mình uống bia đó uống nhiều quá. Uống mấy lít bia thì tối về bảo sao tối hôm qua tôi thức đêm tôi đái 4-5 lần, tại vì mình uống đến 11-12 giờ đêm uống vài lít bia thì tối phải đi tiểu thôi. Hoặc giả là 4 giờ chiều bạn bè rủ nhau đi uống cà phê, mà cà phê không phải là cà phê bột, cà phê nguyên chất. Thì tối mất ngủ thì đi tiểu thôi. Thì đó, thì như vậy đó, cái người bác sĩ mà người ta chuyên về bàng quang tăng hoạt, người ta sẽ khuyên bệnh nhân thứ nhất là thay đổi thói quen sinh hoạt. Thứ hai là thay đổi chế độ ăn uống. Tôi ưa khuyên bệnh nhân đừng có thói quen là uống cà phê đậm hay là uống nước quá nhiều vào buổi tối. Hoặc là tối nằm mới lạnh quá. Khi quý vị biết là chúng ta sẽ uống nước vào, chúng ta ăn cơm cũng có tí nước, chúng ta ăn canh cũng có nước, rồi uống nước cũng là nước đưa vô cơ thể. Rồi chúng ta thải ra thì có nước tiểu là chính, có mồ hôi và có hơi thở, và một chút xíu nước trong phân nữa. Thế thì nếu chúng ta nằm máy lạnh vào buổi tối thì buổi tối bản thân chúng ta đã bị, nói chung là nhiệt độ đã hạ thấp rồi, còn nằm máy lạnh nữa thì không có ra mồ hôi, mà cơ thể không ra mồ hôi ấy, thì nước tiểu ra nhiều. Tiểu ra nhiều thì tiểu đêm nhiều thôi. Cho nên những người bị bệnh bàng quang tăng hoạt mà lại có tiểu đêm nữa thì chúng tôi khuyên ấy, là buổi tối uống ít nước thôi, và nằm máy lạnh đừng có lạnh quá. Đừng có nằm đến 20, 22, 25 độ. Những người này nên, chúng tôi khuyên á, là nên nằm ở cái nhiệt độ 27, 28 độ.
Dạ. Là vừa rồi. Dạ, vâng ạ. Bác sĩ nói thì Ngọc Nhi mới nhận ra rằng cái việc mà chúng ta ở trong máy lạnh hay là mình đi du lịch ở những cái nơi lạnh đó thì mình sẽ mắc tiểu nhiều hơn đúng không ạ? Đúng thế. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, đối với căn bệnh này thì hiện tại y học nước ta đã và đang có những cái phương pháp chẩn đoán như thế nào cho người bệnh rồi ạ? Dạ vâng. Thì cái việc chẩn đoán bằng quang tăng hoạt thì không có khó. Theo định nghĩa của quốc tế chứ không phải ở Việt Nam. Thì bằng quang tăng hoạt thì nó gồm có 4 cái triệu chứng là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm và xón tiểu gấp. Thì trong đó cái triệu chứng tiểu gấp á, là triệu chứng nó gọi là triệu chứng cơ bản á, là triệu chứng điển hình thì thường thường là nên có. Còn những cái triệu chứng sau chúng tôi kể là tiểu nhiều lần, tiểu đêm hay là xón tiểu gấp thì cái triệu chứng đó thì có người có người không. Nhưng mà xét là nếu mà có những cái triệu chứng như vậy đó thì nghĩ đến bằng quang tăng hoạt. Nhưng mà cái định nghĩa của ICS, tức là Hội Tiêu tiểu không từ chối quốc tế đó, họ còn nói là nên loại trừ những cái bệnh lý mà có thể thấy được của đường tiểu dưới, ví dụ như là viêm bàng quang, ví dụ như là nhiễm trùng tiểu, ví dụ như là sỏi bàng quang, hoặc là tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến. Thì những triệu chứng mà có như vậy đó thì mình phải loại trừ đi, thì mới còn lại thì mới là bằng quang tăng hoạt. Thế thì để mà loại trừ đó thì chúng ta cần xét nghiệm phân tích nước tiểu, là cái xét nghiệm đơn giản thôi. Nếu mà có thể được đó thì chúng tôi thấy ở Việt Nam thì siêu âm bụng và siêu âm đường tiết niệu đó thì rẻ tiền và nó có tương đối bao phủ rộng khắp, cho tới xã phường hay là phòng mạch tư người ta cũng có siêu âm. Thì hai cái xét nghiệm mà mình nên làm thì số 1 là thử phân tích nước tiểu, và số 2 đó có thể làm siêu âm bụng. Thì những cái tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng kể trên và hai cái xét nghiệm cả lâm sàng chúng tôi vừa kể thì ở Việt Nam chúng ta đầy đủ. Đầy đủ, dễ chứ không khó để chẩn đoán bệnh này. Dạ vâng ạ. Nhưng mà sau khi chúng ta chẩn đoán rồi thì cái điều mà người bệnh quan tâm là cái cách điều trị. Thì hiện tại là không biết là bệnh này có dễ điều trị hay không, và chúng ta sẽ có những cái phương pháp điều trị nào thưa bác? Dạ. Bệnh này thì điều trị có dễ và có khó. Có dễ và có khó. Thì lúc nãy chúng tôi đã nói đến cái bước đầu tiên mà cái người bác sĩ mà chuyên về bàng quang tăng hoạt và rối loạn tiểu người ta sẽ tư vấn là điều chỉnh cái thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống. Thì lúc đấy chúng tôi đã nói qua về thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống rồi. Thì cái bước đó, riêng cái bước đó không á, mình không có uống nước nhiều về đêm, mình hạn chế uống cà phê, còn không nên ăn đồ cay, đồ nóng nữa. Những cái thức ăn, thức uống mà kích thích. Ớt nhiều quá hay là hạt tiêu nhiều quá ha. Những cái thức uống mà kích thích như nước có gas cũng không nên uống. Mà mình hạn chế được, mình không nằm cái máy lạnh về đêm chẳng hạn, hạn chế như vậy đó. Bản thân cái chuyện thay đổi thói quen sinh hoạt đã có thể làm giảm được 50%. Cái triệu chứng rồi. Tuy nhiên là những người mà họ nói tôi đâu có uống nước về đêm, tôi đâu có nằm máy lạnh mà tôi vẫn bị, có nhiều người như thế, thì khi đó phải uống thuốc. Thì bước số 1 là thay đổi thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống, và bước số 2 là người ta dùng thuốc. Thì hiện giờ đã có hai cái nhóm thuốc chính mà được thế giới công nhận, là nhóm thuốc số 1 là kháng muscarinic. Ở Việt Nam có thuốc này. Còn cái thuốc thứ hai là nó gọi là thuốc đồng vận của beta 3 adrenergic, thì thuốc này chưa vào Việt Nam, nhưng mà tôi nghe nói là trong 1-2 năm tới họ sẽ vào. Thì như vậy chúng tôi hy vọng đó là trong khoảng 1-2 năm tới đó thì người Việt chúng ta có đủ những cái thuốc cơ bản để điều trị hữu hiệu cái chứng bằng quang tăng hoạt này. Vâng, thưa bác sĩ, trong chương trình ngày hôm nay không chỉ Ngọc Nhi mà Ngọc Nhi tin chắc rằng nhiều quý vị khán giả cũng muốn nghe bác sĩ chia sẻ về trong quá trình mà bác sĩ thăm khám thì có những cái trường hợp nào rối loạn đi tiểu giờ bằng quang tăng hoạt mà bác sĩ cảm thấy rất là ấn tượng và muốn chia sẻ những cái ca bệnh đó đến mọi người không ạ? Chúng tôi có một cái bệnh nhân thì thực ra thì người ta có thói quen uống đến 8-9 lít nước một ngày. Thói quen vậy. Trên người ta đi tiểu hoài. Đi tiểu hoài thì đến thì mình chúng tôi có một cái trong chuyên khoa đó, chúng tôi có một cái gọi là nhật ký bàng quang. Để làm chi, người bệnh nhân họ sẽ ghi lại cái số lượng nước uống vào trong ngày. Ví dụ như là ngày nào trong người ta ghi khoảng 3-7 ngày, xuyên thì ghi cho tôi 7 ngày, còn không xuyên thì ghi cho chúng tôi 3 ngày. 3 ngày trong tuần đấy, thì chúng tôi quy định là ấy giờ nào mà uống cái gì, lượng bao nhiêu thì ghi vào. Rồi cái cột bên kia đó, giờ nào đi đái ra bao nhiêu, tức là phải đong vô trong cái chai ấy, và tính ra bao nhiêu cc luôn, ghi giờ và ghi lượng luôn. Rồi còn có khi kỹ phải ghi bên cạnh là cái lần đi tiểu đó có bị gấp không, cái lần đi tiểu đó có bị xót không, ướt ra quần không? Ghi như vậy, ghi 24 tiếng. Rồi ghi thêm cả cái giờ thức với giờ ngủ nữa, để biết là
tiểu ngày là bao nhiêu, tiểu đêm là bao nhiêu. Dạ. Thì từ cái nhật ký bàng quang đó chúng tôi mới luận ra, ô sao cái cô này cô uống nước nhiều vậy. Yeah. Uống cỡ 8 lít ngày. Yeah. Và em thói quen như vậy. Bảo sao vậy, mà từ nhỏ lớn quen rồi. Yeah. Thế là mình phải cho người ta, tức là phải bớt từ từ. Không cách nào mà người ta phải từ 8 lít mà trong cả chục năm như thế rồi, bây giờ xuống còn 2 lít. Người ta phải kéo dài nhiều tháng bớt dần 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 dần. Yeah. Thì nội cái chuyện đó không á, thì sau này cô đã giảm bớt đi tiểu. Yeah. Nhiều lần rồi. À. Kể cả tiểu đêm nữa. Yeah. Một cái anh chàng khác, thanh niên và chuyên muốn làm quán bar. Và anh chàng đó là bác sĩ ơi, đêm nào cũng làm tới 2-3 giờ sáng hết. Và cái nghề của em là phải tiếp bia tiếp rượu người ta. Cho nên không phải em uống bia uống rượu về là em ngủ đâu. Em về em thức cả tới sáng. Thì đó là nghề. Dạ. Nghiệp rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Có nhiều người họ làm cái nghề đó họ không bị. Nhưng mà anh này thì bị. Thế bây giờ khuya đánh bỏ nghề thì căng quá, đó là cái lối sống của người ta. Dạ. Nhưng mà anh phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó. Nếu mà anh không cái thói quen đi tiểu của anh mà không bỏ được á, mà anh cứ kéo dài nhiều năm như thế, tối nào cũng uống bia uống rượu tới 2-3 giờ sáng để tiếp, anh là bartender mà. Dạ. Thì thua. Dạ. Cho nên là cái hoàn cảnh sống với cái bệnh mình phải dung hòa. Dạ. Nếu mà không bỏ được hay là không cải thiện được thì phải đổi nghề. Dạ. Dạ, đó là những cái hai cái trường hợp mà chúng tôi ấn tượng. Dạ, vâng. Dạ. Cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Dạ. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cũng đã chia sẻ nhiều xoay quanh về vấn đề là rối loạn đi tiểu và bàng quang tăng hoạt. Thì nhiều quý vị khán giả cũng đã bắt đầu có thắc mắc là bây giờ nếu mà họ đang gặp phải tình trạng đó thì họ điều trị như thế nào, cũng như là những lưu ý để điều trị và kiểm soát bệnh hiệu quả. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng sang phần 3 chương trình quý vị nhé. Và ở phần 3 này thì trước tiên xin mời bác sĩ có thể chia sẻ là những người mắc những triệu chứng rối loạn đi tiểu và bàng quang tăng hoạt thì họ cần phải lưu ý những gì trong quá trình điều trị bệnh, thưa bác? Mà chúng tôi có nói, chúng tôi có nhắc đi nhắc lại cũng 2 lần, thì cái bước số 1 là thay đổi thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống. Yeah. Cái đó chúng tôi sẽ không nhắc lại nữa. Yeah. Thứ hai là uống thuốc. Uống thuốc thì có hai cái nhóm thuốc chính mà chúng tôi nói, đó là kháng muscarinic và cái thuốc đồng vận với beta 3 adrenergic. Yeah. Cái tên này nghe tiếng Anh thì quý vị không hiểu hết, thì cái đó thôi để dành cho bác sĩ đi. Nhưng mà cái nhóm thuốc số 1 thì ở Việt Nam có và có thuốc tốt. Yeah. Tuy nhiên chúng tôi lưu ý như thế này, là chúng tôi gặp những bệnh nhân mà họ nói là một năm nay em đi 5-6 bác sĩ. Một năm tức là 10-12 tháng đó, họ đi 5-6 bác sĩ mà sao đi hoài không hết. Nên em nghe tiếng bác sĩ em đến, khi nói cho tôi coi cái toa đi. Thì thấy cái toa cái bác sĩ khác cho đúng mà. Yeah. Đâu có sai đâu. Đúng không? Cái mình mới hỏi là sao mà uống cái toa này đúng mà sao không hết. Nói thì em uống một tuần em không hết thì em bỏ. Đó là câu chuyện. Yeah. Thế thì là thuốc bằng quang tăng hoạt uống là phải 2-3 tháng. Yeah. Nó mới bớt rõ. Tất nhiên là cái tỷ lệ thành công của uống thuốc đó chỉ đến khoảng lối 60-70% thành công thôi. Còn có những 30-40% là không bớt. Yeah. Chứ không phải là hết. Cho nên là bằng quang tăng hoạt điều trị dễ mà khó. Yeah. Thì cái lời khuyên của chúng tôi đó là quý vị nên theo một bác sĩ mà quý vị tin tưởng. Yeah. Có nghĩa là có nhiều khi quý vị đi không đúng cái người mà người ta biết về quan tăng hoạt, quý vị cảm thấy điều đó thì quý vị không đi nữa, quý vị kiếm một bác sĩ khác. Yeah. Nhưng mà khi mà quý vị đã đến một bác sĩ mà quý vị thấy người ta có vẻ vững về chuyện này, quý vị tin tưởng bác sĩ đó thì quý vị nên theo. Yeah. Và nên theo và uống lâu dài, có nghĩa là phải tuân thủ đúng thuốc, đúng liều và đủ thời gian. Dạ. Đó là lời khuyên của chúng tôi để khi mà đi bác sĩ thì tuân thủ theo lời khuyên. Dạ, à. Vâng ạ. Ngọc Nhi thấy là không chỉ riêng với chứng bệnh là rối loạn đi tiểu và bàng quang tăng hoạt hoặc bất kỳ bệnh lý nào cũng vậy, mình phải nên tuân thủ theo những cái hướng dẫn của bác sĩ, và quan trọng hơn hết là phải có cái sự kiên trì ở trong đó nữa ạ. Dạ. Dạ. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ thêm cho quý vị khán giả được biết là cái cách nào để quý vị khán giả có thể kiểm soát được cái chế độ sinh hoạt của mình một cách hiệu quả dành cho những người bệnh hay không ạ? Đúng đấy, chúng tôi có trình bày cái nhật ký bàng quang. Yeah. Đây là cái công cụ mà nhiều bác sĩ biết nhưng mà không muốn làm, hoặc là giống như là làm mất công. Yeah. Thì cái nhật ký bàng quang đó thì chúng tôi đã sử dụng cả mười mấy năm nay rồi, và đúng là mỗi lần làm và chỉ bệnh nhân thì mất công thật. Yeah. Tại có nhiều người thì họ gọi là siêng năng, nói họ hiểu. Yeah. Thì họ ghi, mình nói là uống cái gì, đi tiểu bao nhiêu, giờ nào thì ghi hết 24 tiếng. Yeah. Ghi 3 ngày
có người xuyên họ ghi đẹp lắm, họ ghi rất là kỹ luôn, ghi nghĩa là mình đẹp lòng vô cùng luôn. Nhưng có những người thì họ chả ghi gì cả, họ lại ghi hai ba hàng rồi không làm, thì cái đó là phải nói lại. Tuy nhiên khi mà mình đã chỉ cho người ta và người ta thực hiện được rồi đó, thì mình nắm được là người ta đi tiểu bao nhiêu lần. Ví dụ như người ta nói tôi đi tiểu ban đêm 5-6 lần, nhưng thực ra chỉ có 2 lần thôi. Còn những cái lần kia là trước khi đi ngủ chứ chưa phải đi ngủ chẳng hạn. Hoặc là mình phát hiện ra là họ uống cà phê ngày 3 lần, ví dụ vậy đó. Ha, thì mình điều chỉnh cái đó. Nhìn kỹ bằng quang là công cụ hữu hiệu, đó là cái kinh nghiệm của chúng tôi. À, vậy thì như bác sĩ chia sẻ thì việc chúng ta kiểm soát về chế độ sinh hoạt sẽ đóng vai trò rất lớn trong việc chúng ta hỗ trợ điều trị bệnh. Tuy nhiên thì chỉ là thay đổi cũng như là kiểm soát về chế độ sinh hoạt của mình thì đã đủ để điều trị dứt điểm chưa? Chưa, thì lúc nãy chúng tôi có nói đó, có khoảng 50%. Thì với cái thay đổi cái cách sinh hoạt và chế độ ăn uống đã làm cải thiện cái tình trạng bằng quang tăng hoạt rồi. Nhưng mà như vậy cũng còn nhiều bệnh nhân chưa hết và chúng ta phải dùng thuốc. Và dùng thuốc thì chúng tôi đã nói đó là dùng thuốc đúng liều ha. Rồi đúng cách, đúng liều, đủ thời gian. Tuy nhiên đó, là kể cả như vậy thì cũng có khoảng 20-30% bệnh nhân là cũng không hết luôn. Có những trường hợp bàng quang tăng hoạt là đi đúng như thế, là bàng quang chúng tôi lúc đó chúng tôi gọi là bàng quang tăng hoạt khó trị. Nghĩa là những người đã tuân thủ đúng cái thay đổi sinh hoạt và chế độ ăn uống, đã tuân thủ đúng cái việc uống thuốc vài tháng, nhiều tháng, nhưng mà vẫn không cải thiện bao nhiêu. Có những người thì họ đi tiểu 40-50 lần một ngày, mười mấy 20 lần một đêm. Thì cuộc sống như vậy thì đúng là quá kém. Có người, có nhiều người nói là địa ngục. Sống không nổi, tức là suốt ngày chỉ lo đi tiểu thôi và không làm ăn được gì ngoài đi tiểu hết. Chúng tôi có những bệnh như vậy, thì nếu mà điều trị nội khoa mà không bớt thì nó phải có những biện pháp khác. Nó dùng cái can thiệp xâm lấn hơn. Nhưng mà đây là một căn bệnh có thể điều trị dứt điểm đúng không ạ? Cái câu trả lời là có những người dứt điểm, còn có những người thì không hết. Có một số tỷ lệ là điều trị nó chỉ bớt thôi nhưng mà không dứt điểm. Thì nói như vậy sẽ có một số quý vị phiền, thấy buồn quá, sao đời mình buồn quá. Nhưng mà chúng tôi có những cái công cụ điều trị khá hữu hiệu, hết hữu hiệu, nhưng mà không dám nói là 100%. Đây là một trong những căn bệnh khó trị của y khoa. Nhưng mà nhắc ngược lại, không phải là ung thư, không phải là tim mạch, không phải là bệnh tim mạch nặng, thành ra là không có chết. Thưa bác sĩ, nếu mà chúng ta đã sử dụng những cái phương pháp điều trị đó rồi, kể cả thay đổi cả chế độ sinh hoạt, ăn uống của mình luôn, thì không biết là khi mà vẫn không thể trị dứt điểm được thì chúng ta còn có thể làm những cách nào nữa ạ? Như chúng tôi gọi là hai cái bước đầu, là thay đổi thói quen sinh hoạt, rồi dùng thuốc mà tuân thủ đúng và tuân thủ đủ lâu mà vẫn không bớt, thì chúng tôi gọi những trường hợp đó là bàng quang tăng hoạt khó trị. Có những trường hợp như vậy. Từ chúng tôi vừa mới kể là có những người bệnh đi tiểu 40-50 lần một ngày đó, họ không chịu nổi, thì chúng tôi có những cái biện pháp điều trị cao hơn dành cho những trường hợp mà khó trị như vậy. Thì hiện giờ đó, trên thế giới nó chấp nhận ba cái biện pháp sau đây, và tùy theo cái sự hiện hữu của các cái kỹ thuật đó ở bệnh viện của mình hay là ở quốc gia của mình mà các bác sĩ chuyên về bàng quang tăng hoạt người ta sẽ áp dụng. Thì số 1 là người ta tiêm một cái thuốc nó gọi là botulinum toxin. Cái tên mà thường dùng thương mại mà quý vị biết là Botox đó. Quý vị thấy là những cái người mà đi thẩm mỹ đó, bị da nhăn này kia nọ đó, họ ưa chích để cho giãn cái da ra đó. Thì nó là chích Botox. Thì ở đây chúng tôi cũng dùng Botox để tiêm vô trong bàng quang. Cái tiêm như vậy nó làm giãn cái cơ bàng quang ra và làm bớt đi tiểu nhiều lần. Khá hữu hiệu, khá hữu hiệu. Đó là một biện pháp. Ngoài cái biện pháp chích Botox vào bàng quang đó, thì có cái biện pháp thứ hai mà ở Việt Nam thì hiện giờ đó là chưa áp dụng, nhưng mà sắp tới ấy, chúng tôi có thể sẽ triển khai trong khoảng 1 năm nữa. Là cái máy kích thích thần kinh chày. Cái này nó cái cơ chế của nó giống như là châm cứu mà là điện châm vậy đó. Có một cái kim châm vào trong cái vị trí ở phía trên của cái mắt cá chân đó. Rồi sau đó người ta kích thích bằng điện khoảng lối 30 phút. Và cái một đợt như vậy đó thì cái một tuần là ta kích thích điện một lần, và cái đợt điều trị nó kéo dài khoảng 12 tuần. Thì cái tỷ lệ thành công họ cũng khoảng đâu lối 70%. Rồi biện pháp thứ ba, cái gọi là điều biến thần kinh cùng. Nghĩa là quý vị thì nói ra thì khó hiểu hơn, thì
có một số người bị loạn nhịp tim ấy, người ta đặt cái máy tạo nhịp tim. Yeah. Nói vậy thì cho dễ hiểu, thì ở bàng quang, bị bàng quang tăng hoạt nặng đó, người ta cũng có một cái máy đặt ở sau mông này, nó cũng có tác dụng điều hòa cái nhịp co bóp của bàng quang, gần gần giống như cơ chế của điều hòa nhịp tim. Yeah. Thì cái máy đó ở Việt Nam thì chúng tôi là người làm đầu tiên và mới làm được một trường hợp duy nhất trong số là vài ngàn người bệnh chúng tôi điều trị. Vì sao vậy? Là vì nó tiện. Trong ba cái phương pháp kể trên á, thì một cái đợt điều trị của cái tim Botox á, khoảng lối 20 triệu trong một lần. Và tác dụng thì khoảng kéo dài khoảng 6 tháng đến 9 tháng. Sau đó phải tiêm lại. Cho một cái máy kích thích thần kinh chày thì một đợt điều trị khoảng lối 30 triệu. Chúng tôi ước đoán như vậy là vì hiện giờ máy chưa vào, nhưng mà chúng tôi thăm dò là nếu mà cái công ty họ đưa vào đó thì họ đưa ra cái giá như vậy là khoảng 30 triệu cho một đợt điều trị 12 tuần. Còn cái máy điều biến thần kinh cùng, tức là đặt cái máy tạo nhịp ở mông này này, thì 500 triệu mà đã giảm giá rồi. Cho nên là không phải ai cũng làm được. Nhưng mà cũng tỷ lệ thành công cũng khoảng 70% thôi. Nghĩa là hiện giờ ba cái biện pháp trên đó là để sử dụng cho những trường hợp bàng quang tăng hoạt khó trị. Nhưng mà tất cả những biện pháp mà chúng ta vừa kể thì tỷ lệ thành công có khoảng 70%. Có nghĩa là một số trường hợp vẫn không điều trị hết. Như bác sĩ chia sẻ thì những cái phương pháp và tốn kém và đắt tiền lúc nãy thì nó cũng sẽ có hiệu quả là tầm 70%. Nhưng mà nếu như còn 30% còn lại thì làm sao chúng ta còn điều trị bằng cách nào nữa được không bác? Dạ, nó khó quá ha. Thì tôi có nói đây là cái khi mà đã rơi vào những trường hợp mà quá khó như vậy đó. Thì đây là một trong những cái bệnh gọi là nan y của y học hiện nay. Cái lý do căn bản là chúng ta vẫn chưa biết hết cái nguyên nhân sinh bệnh. Là làm sao mà người này thì chịu đựng được nước tiểu đấy 300-400cc mà mắc nái hơi hơi thôi, mà người kia chừng 50cc nước tiểu trong bàng quang thì đã mắc tiểu rồi, mà mắc tiểu gấp nữa kìa, hay là còn xóm tiểu nữa, rồi điều trị như ba cái thủ thuật mà chúng tôi nêu trên mà không hết, tốn tiền vân vân. Thì sau cùng nó còn có biện pháp mà chúng tôi rất hạn chế sử dụng. Quý vị hình dung như là cái dung tích bàng quang bây giờ nó còn chừng bình thường đấy, dung tích bàng quang khoảng 400-500cc. Giờ cái dung tích mà gọi là chức năng của cái bệnh nhân bàng quang tăng hoạt mà nặng á, họ còn chừng 50-100cc. Chừng đó là họ đã đi tiểu rồi. Thì chúng tôi có một cái biện pháp mà sau cùng chúng tôi mới làm. Vì chính trong các cái sách hướng dẫn của nước ngoài họ cũng kêu là đây là biện pháp sau cùng và hạn chế sử dụng. Đây là một cuộc mổ rất lớn. Chúng tôi cắt một đoạn ruột. Khoảng 2 tấc ruột. Chúng tôi khâu nối giống như tạo hình vậy đó. Rồi chúng tôi xẻ cái chóp bàng quang, chúng tôi úp cái đoạn ruột lên. Trong từ ngữ y khoa chúng tôi gọi là mở rộng bàng quang bằng ruột. Thì cái biện pháp đó nó làm cho cái bàng quang dung tích lớn lên và làm cho cái áp lực bàng quang giảm xuống và làm cho bệnh nhân bớt đi tiểu. Nhưng mà không biết là với biện pháp này thì sẽ có những cái tác dụng phụ gì sau đó không ạ? Dạ vâng, thì hiệu quả thì nhiều, chúng tôi có nhiều bệnh nhân mổ cái đó rồi cũng hài lòng. Tại vì bây giờ đi tiểu mấy chục lần ngày đêm thì họ đâu chịu nổi nữa. Thì mở rộng bằng qua bằng ruột là một cái biện pháp giúp cho người họ đỡ phải như vậy. Có nhiều người họ đi tiểu chừng 7-8 lần một ngày. Và ban đêm thì không đi tiểu hoặc 1-2 lần, nó gần như bình thường. Nhưng mà tại sao lại ít làm mà sau cùng mới làm? Vì đó là một cuộc mổ lớn. Lấy ruột mà tạo hình bàng quang là cái phương pháp mà không phải bác sĩ nào cũng biết làm. Và biết làm thì không phải ai cũng nên làm, là vì nó có thể nhiễm trùng đường tiểu. Một số trường hợp thì không đi tiểu nhiều mà đi tiểu khó. Đi tiểu khó rồi có nhiều khi khó đến mức lâu lâu có trường hợp là khó mà phải tự thông tiểu của lỗ tiểu một ngày 4-5 lần. Cho nên là biện pháp đó thì có giải quyết được nhiều trường hợp, nhưng mà nó lại có một số vấn đề khác. Tuy biện pháp mà bác sĩ vừa chia sẻ thì chúng ta thấy là nó sẽ hơi phức tạp hơn những biện pháp khác. Và đến là khi mà chúng ta không còn cách nào rồi chúng ta mới sử dụng đến. Tuy nhiên Ngọc Nhi cũng thấy đây cũng chính là một cái niềm tin dành cho những người đang mắc phải căn bệnh này. Họ cũng sẽ biết là mình có thể trị được, không bằng cách này cũng bằng cách khác, đúng không ạ? Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi cũng đã nhận được nhiều câu hỏi của quý vị khán giả gửi về cho chương trình thông qua fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ cho phép Ngọc Nhi đọc câu hỏi của vị khán giả đầu tiên, đó là khán giả Hoàng Lan ạ. Bạn đặt câu hỏi cho bác sĩ là: tôi thường đi tiểu về đêm rất nhiều lần, nhất là sau 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng, không đau buốt gì cả. Và dù không dám uống nước nhiều vào ban đêm, nhưng lượng tiểu cũng khá nhiều và giảm dần với những lần càng về khuya. Tình trạng này đã diễn ra được 2-3 năm nay rồi, liệu tôi có phải đang mắc bệnh này hay không?
Đây là một cái trường hợp cũng khá là quen và lúc nãy hình như bác sĩ cũng có nhắc đến là đúng không ạ? Dạ vâng. Dạ. Cái câu hỏi của bạn Hoàng Lan là bị tiểu đêm. Đúng là tiểu đêm đó, là vì bạn nói là bạn tiểu đêm đâu như là 10 giờ đến 3 4 giờ sáng. Dạ. Thì đó xảy ra là tiểu đêm rồi. Thì tôi phải nói lại như vậy, tiểu đêm là một trong 4 triệu chứng của bàng quang tăng hoạt. Nhưng mà tiểu đêm cũng có thể chưa chắc là do bàng quang tăng hoạt. Dạ. Bởi vì có nhiều cái bệnh khác mà nó gây ra tiểu đêm nhưng mà nó lại không có 3 cái triệu chứng kia của bàng quang tăng hoạt. Ví dụ như họ không tiểu nhiều lần ban ngày, họ không bị tiểu gấp. Dạ. Đúng không? Họ không bị xón tiểu ra quần, họ chỉ có tiểu đêm thôi. Đó. Thì đó để nhắc lại rằng là có thể bạn cái câu hỏi của bạn là có phải bàng quang tăng hoạt không, thì tôi trả lời là có thể không. Dạ. Nếu bạn tiểu đêm và các bạn có mắc thêm một vài triệu chứng của mà trong định nghĩa của bàng quang tăng hoạt thì bạn đúng là bàng quang tăng hoạt. Nhưng nếu bạn chỉ có tiểu đêm thôi đó thì nên tìm nhiều nguyên nhân khác. Thì tôi có thể kể một số nguyên nhân, ví dụ như là những bệnh nhân bị suy tim, những bệnh nhân bị bán bụng thì ban đêm cũng có đi tiểu. Những bệnh nhân mà bị có thói quen ăn uống quá mức, mà nhất là về đêm họ uống nước nhiều. Đúng không? Có thói quen cứ đêm là uống nước nhiều. Tôi không nói những người trẻ tuổi, tôi không biết là Hoàng Lan là bao nhiêu tuổi. Nhưng mà có một số cụ già mà đi khám bệnh về tim mạch thì tôi cầm cái toa tôi thấy là trên 10 loại thuốc. Thì tôi mới hỏi là bác ơi, ban đêm uống ít nước giùm cháu, vì bác tiểu đêm nhiều. Thì bà cụ đó nói là trời ơi, mười mấy loại thuốc uống làm sao mà hết được, tôi phải uống đến 2 ly lớn. Thì nếu mà cái chuyện đó xảy ra đó thì như vậy là tiểu đêm thôi. Đúng không? Khó quá. Cho nên là hoặc là giảm cái lượng cái loại thuốc uống đi, hoặc là phải tập cái cách mà ví dụ như tôi lâu lâu tôi cũng uống thuốc đó, tôi uống 2-3 viên một ngụm. Uống được, thế là mình phải giảm xuống, thay vì uống 2-3 ly thì uống chừng 2-3 ngụm thôi thì nó mới giảm, chứ còn không sao mà hết được. Nó có nhiều nguyên nhân khác nữa, có nhiều nguyên nhân khác ra tiểu đêm. Thành ra trả lời cái câu hỏi của bạn Hoàng Lan là như vậy đó, có thể bạn là bị bàng quang tăng hoạt nhưng có thể là do nhiều triệu chứng khác mà gây ra tiểu đêm. Câu hỏi tiếp theo của khán giả Minh Ngọc thì ở đây hỏi cha mẹ của bạn và cũng có số tuổi rõ ràng luôn, là thưa bác sĩ, mẹ tôi năm nay gần 50 tuổi và thỉnh thoảng là không kiểm soát được việc tiểu tiện bất ngờ, nhất là trong những trường hợp đột nhiên cười to hay là quá khích, thì ngoài ra thì không có triệu chứng nào khác cả. Vậy thì mẹ tôi có đang bị bệnh gì liên quan đến bàng quang không thưa bác? Như bạn vừa hỏi đó thì chúng tôi thấy là mẹ của bạn bị xón tiểu ra quần khi mà có một cái động tác gắng sức như là ho hay là hắt xì hay là vận động mạnh. Thì trong y khoa chúng tôi gọi đó là xón tiểu khi gắng sức. Chúng tôi phân biệt với một cái triệu chứng xón tiểu khác mà lúc nãy đề cập trong bàng quang tăng hoạt là xón tiểu gấp. Thực ra cái chữ xón tiểu đó là dùng cho dân gian, còn từ y khoa chúng tôi gọi là tiểu không kiểm soát. Thì có mấy loại tiểu không kiểm soát lận. Tiểu không kiểm soát gấp hay là xón tiểu gấp là như vậy, mắc tiểu quá rồi đi vô toilet nhưng mà không kịp thì nó xón ra quần. Còn cái tiểu không kiểm soát gắng sức là nó khác hẳn, tức là không có mắc tiểu gấp, đang bình thường thôi nhưng mà ho một cái xì ra. Mình hỏi rõ ràng luôn á, như tôi gặp bệnh nhân vô hỏi bác sĩ ơi tôi bị xón tiểu, cái tôi hỏi bà bị xón tiểu gấp hay là xón tiểu khi ho, bà nói tôi không gấp gì hết, tôi ho thôi, ho bị xì. Có những người phụ nữ thì tương đối cũng trung niên thôi thì mặc váy để đánh tennis, khi mà bắt đầu hay là đánh vũ cầu á, khi mà đã tiêu một cái chảy nước ra thì xấu hổ, cái đó là xón tiểu khi gắng sức. Có những người bị cả hai nha, tức là họ khai là tôi ho, tôi hắt hơi nó cũng xì ra, mà tôi đi vô toilet không kịp cũng xì ra. Thì nó gọi là xón tiểu hỗn hợp. Thì cái câu trả lời chính xác cho mẹ bạn á là xón tiểu khi gắng sức, không phải của bàng quang tăng hoạt. Cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Văn Sơn. Thì câu hỏi này bạn nói là tôi thường xuyên có cảm giác buồn tiểu, nhưng mà khi đi tiểu lại không đi được hoặc ra rất ít. Có cách nào khắc phục tình trạng này tại nhà không thưa bác? Cái câu hỏi của bạn đã đặt ra với chúng tôi là hai vấn đề. Bạn nói là bạn mắc tiểu nhiều mà đi tiểu không ra. Nếu mà trong cái bối cảnh mà bàng quang tăng hoạt là như vậy, bệnh nhân mắc tiểu sớm thì chừng 50 hay 100cc trong bàng quang đã mắc tiểu rồi. Nhưng cái bàng quang mình á là phải 300-400cc thì đái mới mạnh. Nó phải căng ra vậy, giống như là các bạn hình dung là các bạn chơi ná vậy đó. Cho một cái viên đạn trong cái ná thì cái ná hay cái cung nó phải dương ra mạnh.
thì nó bánh mới đi xa được. Vì cái bàng quang nó không có dương ra, nó mới có 50cc hay 100cc nước tiểu à. Thì đi đái tự nhiên cảm thấy sao khó vậy. Nếu cũng cái bệnh nhân đó tuy là mắc tiểu, tuy là muốn tiểu gấp, nhưng mà thôi thì điều kiện chưa thuận lợi thì cứ nhịn thôi. Cứ nhịn đến khi bàng quang 300-400 thì khi đó bạn đại đái dễ. Là khi đó cái bàng quang nó đủ căng. Đó là bàng quang tan hoạt. Nhưng mà tôi chưa biết bạn có phải bàng quang tan hoạt không. Là vì có một số trường hợp bị hẹp cái đường tiểu dưới. Ví dụ như là cái bàng quang, cái đường dẫn ra là niệu đạo đó, bạn bị hẹp, hẹp thực sự trên khẩu kính. Thì cái đó không phải bàng quang tan hoạt, nó là bế tắc đường tiểu dưới thì bạn đi tiểu khó. Tiếp tục nữa ạ. Bạn Thùy Khanh, thì đây bạn hỏi cho con của bạn là dạo gần đây con tôi hay bị đau buốt khi đi tiểu. Tôi đã nấu nhiều đồ mát cho con ăn thì bé đi tiểu đỡ buốt hơn nhưng mà không hết hẳn. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi cách điều trị triệu chứng này ạ. Dạ vâng. Bé bị tiểu gắt, tiểu buốt, chúng tôi nghiêng về viêm đường tiểu hơn là bàng quang tan hoạt. Trong bàng quang tan hoạt, các bạn thấy các triệu chứng mà chúng tôi nêu không có tiểu gắt, tiểu buốt. Tiểu gắt, tiểu buốt đó là cái tình trạng mà cái niêm mạc nó cảm giác bị đau hay bị buốt là do nó bị sưng lên, nó bị viêm lên. Thì cái trường hợp này ta phải phân biệt bằng cách là đi xét nghiệm nước tiểu. Nếu mà xét nghiệm nước tiểu trong trường hợp bàng quang tan hoạt thì nó không có bạch cầu trong nước tiểu, không có hồng cầu trong nước tiểu. Trường hợp của bé chỉ nên đưa đi đến một cái bác sĩ để người ta cho có chỉ định làm xét nghiệm đơn giản thôi, là phân tích nước tiểu trên khoảng lối 50.000. Nếu mà phát hiện ra là nước tiểu nó có viêm nhiễm, ví dụ như có hồng, nhiều hồng cầu, có nhiều bạch cầu, thì nên điều trị viêm bàng quang đi. Xin được cảm ơn câu hỏi từ chị ạ, và hãy nhanh chóng đưa bé đi thăm khám để chúng ta có thể điều trị kịp thời các triệu chứng của bé chị nhé. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Anh Kiệt. Bạn hỏi bác là khi mà bị đi tiểu liên tục nhiều lần trong ngày thì tôi có nên kiêng cữ ăn uống thực phẩm gì hay không thưa bác? Cái này có, không biết là bạn có đã được trong tiêu chuẩn của bàng quang tan hoạt chưa, vì bàng quang tan hoạt thì có tiểu nhiều lần. Nhưng mà chúng tôi nói là nhiều cái triệu chứng đường tiểu dưới khác nó cũng có đi tiểu nhiều lần vậy. Có thể bạn có viêm, có thể bạn có tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, nhưng mà hễ mà đi tiểu nhiều lần á thì cái câu hỏi của bạn là nên kiêng cữ chế độ ăn uống thế nào đó, thì điều đầu tiên tôi khuyên là không có ăn hoặc là hạn chế uống những cái thực phẩm kích thích. Ví dụ như anh bạn có thói quen ăn phở mà bỏ một nắm ớt vào. Hay là bạn uống rượu nặng hay là uống cà phê đậm thì những cái đó nó sẽ làm tăng đi tiểu nhiều lên. Thì bạn nên kiêng những cái thức ăn hoặc thức uống mà kích thích như vậy. Thưa quý vị, hiện tại thì Ngọc Nhi cũng đã nhận được nhiều câu hỏi của tất cả quý vị ạ. Ở đây thì Ngọc Nhi đang thấy câu hỏi của một vị khán giả là Quốc Bảo. Bạn đang quan tâm về vấn đề là về biến chứng ạ. Và một số câu hỏi cũng có liên quan đến vấn đề biến chứng thì Ngọc Nhi xin phép được đọc câu hỏi đại diện. Những câu hỏi tương tự thì mình sẽ bỏ qua và mình nhờ bác sĩ trả lời một lần thôi quý vị nhé. Ở đây bạn Quốc Bảo hỏi là nếu bị rối loạn đi tiểu lâu năm mà không điều trị thì sau này có biến chứng gì không ạ? Cái câu hỏi rối loạn đi tiểu lâu năm á, nó rộng quá. Nó rộng quá. Ví dụ như là rối loạn đi tiểu mà do bàng quang tan hoạt trong cái chủ đề ngày hôm nay, thì lúc đấy chúng tôi có nói là lâu năm mà không điều trị thì ví dụ như đêm nào cũng tiểu 400 lần mà một đêm không thì thấy mệt rồi, mà năm này qua tháng khác thì cái chất lượng sống cũng như thể trạng nó sẽ giảm. Thì đó là chuyện rõ ràng. Tuy nhiên nhưng mà đêm mà đấy chỉ tiểu chỉ 1-2 lần nhưng mà người ta chịu được thì cũng không sao. Nên là cái chuyện mà có ảnh hưởng gì không á thì nó tùy thuộc vào cái khả năng chịu đựng của mỗi người và tùy theo mức độ nặng của triệu chứng. Nếu ví dụ như bây giờ bạn nói là bạn đi tiểu 8-9 lần một ngày thì hơi nhiều và đủ trong tiêu chuẩn của tiểu nhiều lần bằng quang tan hoạt, nhưng mà bạn chấp nhận đi tiểu 8-9 lần thì đâu có sao. Nhưng mà nếu mà đi tiểu 4-50 lần một ngày như chúng tôi có vài bệnh nhân rồi thì cái đó nên điều trị. Những biến chứng mà có thể xảy ra ví dụ như đi tiểu đêm của cụ già đó rồi té ngã trong toilet thì gây ra gãy cổ xương đùi thì đó là biến chứng. Cho nên là tùy theo bệnh nhân, tùy theo mức độ mà có thể có biến chứng và có thể không. Xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Chúng ta đang tiếp tục nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả nhưng mà thời lượng có hạn cho nên chúng ta sẽ trả lời thêm vài câu hỏi nữa thôi quý vị nhé. Ở đây thì Ngọc Nhi nhận được câu hỏi của khán giả là Văn Hưng. Văn Hưng hỏi là chi phí điều trị bệnh này như thế nào ạ? Vâng, nếu mà uống thuốc đi. Nếu mà uống thuốc thì đặc biệt nói chi phí điều trị của cái chuyện mà sinh hoạt đi, thì ta không thể tính được hết bởi vì xã hội khác nhau, mỗi một con người là dùng
dùng băng giấy vệ sinh hay là dùng xà bông khác nhau, đúng không? Hay là đi khám bệnh ở dưới quê khác, các bệnh ở Sài Gòn khác, vân vân. Cái đó là khác. Nhưng cái chúng tôi tính toán được thuốc thuốc kháng muscarinic ở Việt Nam có và là thuốc chủ trị cho bệnh này thì một cái viên nó là khoảng lối hơn 30.000 đồng một viên và mỗi ngày một viên, đúng không? Rồi ví dụ như cái các cái thủ thuật mà chúng tôi tiêm tiêm botox cho bàng quang đó, thì chúng tôi biết là tùy theo bệnh viện, nhưng mà kể cả thuốc, kể cả tiền nằm viện, tại vì nằm viện thì chỉ một ngày thôi, tiền tiền phẫu thuật phải đưa vào phòng mổ để gây tê để tiêm thì tốn khoảng đâu 20 triệu cho một lần, và nó kéo dài khoảng 6 đến 9 tháng. Rồi có những cái thứ mà chúng tôi đặt cái máy tạo nhịp đó, là cái máy điều biến thần kinh cùng nó đến 500-600 triệu. Đó là cái giá mà chúng tôi đưa ra. Như vậy là tùy theo mỗi cái phương pháp thì chúng ta sẽ có mức giá khác nhau, và chắc cũng phải tùy theo tình trạng của bệnh nhân và cả cái điều kiện kinh tế của mình mà mình lựa chọn nữa. Cảm ơn câu hỏi của bạn Văn Hưng. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Đình Ngọc. Bạn hỏi là ngoài điều trị thuốc Tây ra thì tôi có thể uống các loại thuốc Nam hay là thuốc Bắc hoặc là những thuốc bổ trợ nào thêm không ạ? Chúng tôi thấy trên TV có quảng cáo nhưng mà chúng tôi không nắm được cơ chế. Chúng tôi có nói đến hai cái loại thuốc chính. Một là cái kháng muscarinic mà chúng tôi vừa mới đưa giá ra đó. Với thứ hai mà chúng tôi cho rằng là chắc trong vòng 1 năm nữa họ sẽ vào Việt Nam là cái thuốc đồng vận của beta 3 adrenergic. Tuy nhiên là chúng tôi không được đưa tên thương mại ra. Như thuốc kêu như thuốc tên nó giờ tên gì thì đây không có quảng cáo thuốc. Còn cái thuốc mà đông y thì chúng tôi không nắm. Vì cái cơ chế như thế nào chúng tôi không rõ. Nhưng hai thuốc chúng tôi kể trên chúng tôi nắm rất vững về cơ chế tại sao mà làm giảm co bóp bàng quang. Cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Văn Hải ạ. Chắc là cho phép Ngọc Nhi xin được kết thúc lại chương trình ngày hôm nay bằng câu hỏi này luôn. Bởi vì thời lượng của chúng ta cũng đã hết rồi ạ. Bạn Văn Hải hỏi là ông bà tôi thường đi tiểu không kiểm soát được, vậy thì làm sao để cải thiện tình trạng này? Bác sĩ chia sẻ nói chung về những cái tình trạng tương tự ạ. Thế riêng câu hỏi này đã phải chia làm hai rồi. Ông bà tôi thì ông khác, bà khác. Ví dụ như là bà. Bà thì lớn tuổi, sinh nở nhiều lần, chắc là mãn kinh rồi, thì ba cái yếu tố trên của cái người phụ nữ đó nó sẽ gây ra xóm tiểu khi gắng sức. Và lúc nãy đã có một câu hỏi đã nói rồi đó, thì sàn chậu của người phụ nữ này do già yếu, do sinh nở nhiều lần, thậm chí mang thai chứ chưa chắc là đã sinh đường dưới nha, thì cái thai mà mười mấy ký đó, cái tử cung mà chứa thai nó mười mấy kg nó đè trên cái sàn chậu người phụ nữ, làm sàn chậu yếu, cho nên là dễ bị xóm tiểu khi gắng sức. Còn người đàn ông lớn tuổi thì người ta thường nghĩ đến là do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Thì hai cái chuyện nó khác nhau. Tất nhiên là hai cái nguyên nhân mà chúng tôi đưa ra của ông hay bà là những nguyên nhân thường gặp. Chứ không phải là 100%. Thì cũng có những ông mà tiểu không kiểm soát khi gắng sức, tiểu không kiểm soát mà không phải là do tăng sinh lành tính tuyến liệt tuyến. Cũng có những bà lớn tuổi mà tiểu không kiểm soát mà không phải khi gắng sức. Nhưng mà đó là hai cái nguyên nhân mà thường gặp nhất mà chúng tôi đưa ra. Cảm ơn bác sĩ ạ. Và thưa quý vị, phần giải đáp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và Ngọc Nhi một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Ân, trưởng khoa điều học chức năng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã dành thời gian đến với chương trình và có những chia sẻ cũng như là giải đáp rất là chi tiết từng câu hỏi của quý vị khán giả trong buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn bác, chúc bác nhiều sức khỏe và hy vọng bác sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình trong những kỳ phát sóng tiếp theo ạ. Vâng, cảm ơn Ngọc Nhi. Xin kính chào quý khán giả. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng xin được thay mặt chương trình xin được gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm và sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả quý vị khán giả từ những câu hỏi mà ngày hôm nay quý vị đã đặt cho chúng tôi trong buổi livestream này. Và thưa quý vị, chương trình tư vấn Sống khỏe sẻ chia do Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên V-Medimax Bình Dương và nhãn hàng Astellas thực hiện, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube và fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Và để quý vị có thể biết thêm những thông tin chi tiết về những kiến thức y khoa về sức khỏe thì quý vị có thể theo dõi hệ thống kênh truyền thông y tế chính thống của bệnh viện, bao gồm kênh Zalo, YouTube, fanpage cũng như là website quý vị nhé. Và tất cả những đường link đó thì chúng tôi sẽ cập nhật ở phần miêu tả bên dưới. Quý vị hãy đăng ký theo dõi để có thể biết thêm thật nhiều những thông tin về y khoa và chia sẻ cho người thân bạn bè của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo, và chúng ta sẽ cùng chia sẻ và đặt câu hỏi nhiều hơn quý vị nhé. Xin chào.